Trong thế giới đảo hải tặc One Piece thì trái ác quỷ là một trong những bảo vật hàng hiếm và nhiều kẻ khao khát đạt được. Một trong số đó phải kể đến là trái Meda Meda no Mi của Ace và hiện giờ thuộc quyền sở hữu của Sabo. Chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình và mình là Sabi. Trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu tất tần tật về lịch sử, ưu nhược điểm và các chiêu thức của người dùng trái ác quỷ Meda Meda no Mi nhé. Ok, bắt đầu video ngay thôi. Meda Meda no Mi là một trái ác quỷ hệ Doja cho phép người dùng tạo ra, kiểm soát và biến cơ thể thành ngọn lửa theo ý thích. Chúng phục vụ rất tốt cho mục đích tấn công. Meda Meda trong tiếng Nhật là từ tượng thành, nó ám chỉ cho những thứ gì đó bùng cháy lên và trở thành ngọn lửa. Giống như đại đa số các trái ác quỷ khác, nó có các hình xoắn và một cuống cúc hình xoáy trên đỉnh. Tuy nhiên, đặc điểm riêng của Meda Meda là nó có màu cam và nhìn giống như gồm nhiều thành phần ngọn lửa ghép lại. Giống như các loại từ hệ nó ra thì sức mạnh của trái Meda Meda là nó cho phép người dùng tạo ra cũng như biến cơ thể thành nguyên tố mà họ kiểm soát. Trong trường hợp này thì người dùng có thể tạo, kiểm soát và biến thành ngọn lửa. Với khả năng này, A cũng như Sabo có thể tạo ra các cuộc tấn công dựa trên ngọn lửa tấn công, có sức đề kháng và sức chịu đựng tốt với hầu hết các cuộc tấn công dựa trên nhiệt. Ngọn lửa cũng có thể được sử dụng để tăng cường lực tấn công của các đòn tấn công vật lý. Còn trong phòng thủ, A cũng có thể tránh các đòn tấn công vật lý thông thường của đối thủ bằng cách biến mình thành ngọn lửa và đòn tấn công đi qua cơ thể một cách vô hại, đồng thời phản công bằng cách tự đốt cháy bản thân để sát thương đối thủ đang ở xung quanh mình. Tuy nhiên, khi sức mạnh này xung đột với một số hệ lôi da khác như dạng hệ khói của Smoker hay băng của Cư Gian thì nó sẽ bị vô hiệu hóa, không những không bị chịu ảnh hưởng gì mà thay vào đó chúng sẽ tiệt chiêu lẫn nhau khi cả hai nguyên tố va chạm. Thế nhưng xét về hệ thống nguyên tố thì trái Meda Meda no Mi lại bị khắc chế và bị áp đảo hoàn toàn khi đối đầu với Magu Magu no Mi, một dạng tạo ra dung nham của chó đỏ Akailu. Nó nóng hơn rất nhiều so với trái ác quỷ của Ace. Mặc dù là một dân chơi hệ hỏa và có khả năng chịu nhiệt tốt, nhưng Ace vẫn bị bỏng nặng, dễ dàng nhận các tổn thương nghiêm trọng khi đối đầu với Akainu. Và một thời điểm nào đó trong quá khứ, trái ác quỷ Meda Meda này đã được tìm thấy bởi một thuyền viên nào đó của một băng hải tặc nào đó ở Ace Blue và nó được cất giữ trong một chiếc dương trên tàu của họ. Tuy nhiên, không ai trong số họ có cơ hội ăn được trái ác quỷ này khi quân tàu của họ bị đắm chìm trên đảo Sisis. Và trái cây vẫn nằm trong chiếc đương an toàn trong nhiều năm tới, cho đến khi A bị mắc kẹt trên hòn đảo và vô tình phát hiện ra nó. Ban đầu, A chủ động đề nghị đưa nó cho người đồng đội Deus của mình ăn nhưng anh ta từ chối nó. A quyết định ăn thử và trở thành chủ nhân đầu tiên của Meda Meda no Mi được thấy trong cả anime lẫn manga. A đã nhanh chóng làm quen và sử dụng thành thạo trái ác quỷ này. Anh dùng nó để đánh chìm nhiều hạm đội thiết giáp của các băng hải tặc khác nhau cũng như của hải quân, đốt cháy nhiều thành phố lớn mạnh. Và từ đó anh nổi tiếng với cái tên Hỏa Quyền Ace. Sau cùng, anh gia nhập băng hải tặc của bố già dâu trắng và chết dưới tay của chó đỏ Akainu khi cố gắng bảo vệ em trai kết nghĩa của mình. Lúc này là một thất vũ hải nên Doflamingo cũng xuất hiện tại cuộc đại chiến và bằng cách nào đó, sau cái chết của anh, hắn đã giành lấy được trái ác quỷ Meda Meda này. Với mục đích phá vỡ liên minh giữa Luffy và Law, Doflamingo đã dùng trái ác quỷ này làm giải thưởng lớn cho bất kỳ ai thắng được giải đấu tại đấu trường Corrida trên vương quốc Dressrosa. Là di sản cuối cùng cũng như là ý chí tự do của người anh em mình, nên cả Luffy và Sabo đều rất hưng phấn và quyết tâm giành được nó bằng bất cứ giá nào. Cuối cùng, Sabo trở thành người tiếp theo nắm giữ sức mạnh mới của anh. Đúng như lời hứa rằng anh sẽ thừa hưởng ý chí của anh, nên điều đầu tiên Sabo làm sau khi ăn trái ác quỷ này đó chính là sử dụng chiêu thức đặc trưng của người bạn thân mang tên Iken Hỏa Quyền. Tiếp theo video, mình sẽ liệt kê lại tất cả các chiêu thức mà mình biết mà được A hay Sabo sử dụng khi sở hữu trái ác quỷ này nhé. Anh em nhớ xem hết để xem chiêu thức nào là bá đạo nhất nhé. Đầu tiên chính là Kagedo, dương viêm. A bắn ra một luồng lửa từ lòng bàn tay của mình. Chiêu thức này được nhìn thấy lần đầu tiên được A sử dụng để ngăn chặn Smoker bắt Luffy và vô hiệu hóa được cuộc tấn công từ trái ác quỷ loại khói của đại gia bán hành. 2. Entomo, viêm thượng võng. A tạo ra một vòng tròn lửa xung quanh một khu vực đại trọ, ngăn không cho bất cứ ai ra vào khu vực đó. Lần đầu tiên nó được sử dụng để chống lại thủy quân lục chiến ở Arabata dưới sự chỉ huy của Smoker và nó được đặt tên trong một đoạn hồi tưởng chống lại dâu trắng. 3. Iken Hỏa Quyền. Đây là đoàn tấn công đặc trưng của anh và là nguồn gốc của biệt danh Hỏa Quyền này. Anh biến nắm đấm của mình thành ngọn lửa và phóng nó như một con lửa dày đặc hướng vào mục tiêu của mình. Đoàn tấn công này cực kỳ mạnh mẽ, nó có thể cày nát nhiều tàu chiến trong một lần bắn. Tuy nhiên, nó đã bị Dai Funka của Akainu vô hiệu hóa hoàn toàn và là đoàn tấn công cuối cùng mà anh từng được sử dụng trước khi chết. Tiếp theo, Higan, hỏa súng. Chĩa ngón trỏ và ngón giữa của cả hai bàn tay vào đối phương tương tự như một khẩu súng. A biến các đầu ngón tay của mình thành lửa và bắn những viên đạn được tạo ra và nén lại từ ngọn lửa và sát thương mục tiêu. Kỹ thuật này được nhìn thấy lần đầu tiên khi A trả đũa cho đoàn tấn công của Van Ager, một tay súng bắn tỉa của băng hải tặc dầu đen. 5. Enkai, viêm giới và Hibashira, hỏa trụ. A tích tụ một lượng lớn ngọn lửa xung quanh cơ thể của mình, thường bằng cách vung bàn tay giang ra phía trước tiên xung quanh anh ta và triệu hồi ngọn lửa để chuẩn bị cho một cuộc tấn công.
Đây rõ ràng là một kỹ thuật tiên quyết và là điều kiện cần trước khi A có thể sử dụng Hibashira hay bắn thẳng lên những ngọn lửa thu thập được, tiêu diệt mục tiêu phía trên anh ta. Nó cũng có thể được bắn xuống để tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào có thể dưới anh ta. Cả hai kỹ thuật này là đầu tiên được nhìn thấy khi A trả đũa lại Burgess khi hắn ném cả một khách sạn vào A. 6. Hotarubi huỳnh họa và Hidaruma họa đạt ma. A tạo ra nhiều quả cầu lửa nhỏ phát sáng màu xanh lơ lửng xung quanh kẻ thù. Ý tưởng đằng sau tên của đòn tấn công này là trước khi ai tấn công chúng, những quả cầu lửa nhỏ trông giống như những con đom đóm trên không trung. Chiêu thức này dường như sử dụng để chuẩn bị cho Hidaruma và lần đầu tiên được nhìn thấy trong trận chiến của A với dâu đen. Sau khi sử dụng Hotarubi để gửi các quả cầu lửa bay xung quanh đến gần kẻ thù, A đưa tất cả chúng hướng vào mục tiêu cùng một lúc và đốt cháy đối thủ của mình. Tiếp theo chính là Shinka, Shiranui, thần hỏa, bất chi hỏa. A ném những cây thương dài làm từ lửa hướng tới mục tiêu. Các cây thương có tác dụng kết hợp đốt cháy đối thủ đồng thời xuyên thủng chúng. Lần đầu tiên nó được sử dụng để chống lại dâu đen khi A bị sức mạnh của cấp dưới một thời kéo về phía trước. Jujika, thập tự hỏa. A đặt các ngón tay trỏ của mình lại với nhau thành hình chữ thập trước khi tung ra một cột lửa hình chữ thập trực tiếp vào đối thủ của mình. Trong anime, sau khi anh bắt chéo các ngón tay của mình, một tia sáng hình chữ thập có thể được nhìn thấy phát ra từ các ngón tay tại mục tiêu, sau đó là cột lửa được hình thành. Lần đầu tiên nó được A sử dụng để chống lại dâu đen sau khi A tấn công anh ta bằng Shinka Shiranui. Daienkai, Ente, Đại Viêm, Giới Viêm Đế. Đây là kỹ thuật tối thượng của hỏa quyền A. Sau khi tạo ra một con đường lớn, xoắn ốc tập trung vào vị trí của anh ta và dồn nó vào một điểm nhất định, thường là lòng bàn tay của anh. A biến nó thành một quả cầu lửa khổng lồ giống như mặt trời và ném nó vào đối thủ của mình để cố gắng xóa sổ chúng. Chiêu thức này lần đầu tiên và duy nhất được nhìn thấy được sử dụng trong những khoảnh khắc cuối cùng của trận chiến giữa A và dâu đen, nơi nó va chạm với bóng tối của Tít và các tàn dư từ cuộc xung đột dường như bao phủ hầu hết cả hòn đảo mà họ đang ở và có thể nhìn thấy từ khoảng cách rất xa. Chiêu thức cuối cùng của A mà mình được biết đến đó chính là Kyokaien, kính viêm hỏa. A phóng ra một bức tường lửa để ngăn chặn cuộc tấn công của đối phương. Chiêu thức này lần đầu tiên được nhìn thấy khi A phòng thủ nhanh trước kỹ thuật Fijanto Beku của Aokiji. Tiếp theo phải kể đến là các chiêu thức của Sabo. Sau khi ăn trái ác quỷ, Sabo đã được chứng minh là có thể sử dụng nó một cách hiệu quả chỉ vài giây sau đó. Mặc dù ban đầu phải vật lộn để kiểm soát sức mạnh mới của mình, nhưng anh đã nhanh chóng thích nghi với nó và Sabo đã thể hiện khả năng kiểm soát tuyệt vời đối với khả năng của Meda Meda no Mi. Có thể sử dụng nó kết hợp với ống nước của mình và tránh bị thương bằng cách biến bản thân thành dạng lửa phi vật thể. Giống như A, Sabo đặt các kỹ thuật bằng tiếng Nhật và thường có hơi hướng liên quan với đồng. Hơn nữa, Sabo còn sử dụng nó để tăng cường thêm sức mạnh hủy diệt vốn đã khủng khiếp của mình, Ryusoken, Long Trảo Thủ, cho phép A sở hữu sức mạnh dễ dàng áp đảo kẻ thù mạnh chẳng hạn như Burgess, một trong các đội trưởng của băng hải tặc dâu đen. Chiêu thức đầu tiên mà Sabo sử dụng khi sở hữu Meda Meda no Mi đó chính là Hiken, hỏa quyển để tưởng nhớ tới người anh em quá cố của mình. Giống như A, Sabo biến nắm đấm của mình thành ngọn lửa và phóng nó như một cột lửa cực mạnh hướng vào mục tiêu, có khả năng gây sát thương cực lớn và phá vỡ hoàn toàn một lớp sàn dày tại đấu trường Corrida và đẩy bay được tên to xác Burgess. Chiêu thức thứ hai đó chính là Moeru Ryusoken Kaenryo Nhiên Long Trảo Quyển Hỏa Viêm Trảo Vương, là sự kết hợp giữa sức mạnh của trái Meda Meda no Mi và phong cách Ryusoken Long Trảo Thủ của mình. Sabo tạo thế bàn tay như thường thấy và bao phủ chúng bởi ngọn lửa của mình, sau đó tập trung vào đối thủ và tiếp tục tạo ra đường lửa xoắn cực mạnh xung quanh bàn tay, khiến mục tiêu bị cuốn theo và đốt cháy chúng. Và nạn nhân đầu tiên của chiêu thức này đó chính là Burgess to xác. Trên đây là tất cả thông tin về trái ác quỷ hệ đồ già mang tên Meda Meda no Mi và từng thuộc quyền sở hữu của anh, con trai của cựu vua hải tặc và bây giờ là thuộc quyền của Sabo, người anh em kết nghĩa với anh và Luffy. Anh em thấy video thế nào và muốn mình làm về điều gì thì cùng để lại comment ý kiến của mình nhé. Nhớ like và đăng ký kênh, ấn biểu tượng chuông thông báo để đón xem video được sớm nhất nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye!